Rồi, xin chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem hai con máy 102 các bạn ơi. Hai con này nó mới thả dạt vòng đầu nè các bạn. Hai con. À, chỗ này lúng cái gì bỏ lại đi các bạn. Rồi. Trời ơi, quên nhắc kìa. Anh lết. Anh lết rồi kìa, coi anh lết kìa. Rồi, anh lết rồi kìa. Trời ơi. Má ơi, cái khúc này nó bị nó lúng. Rồi, mà đây là mấy anh xe kéo các bạn. Năm anh em đi trên chiếc xe tăng. Con máy trước này chủ máy nó mua là được 2 năm rồi các bạn, mà nó kêu gì đó, nó kêu phành vậy đó, nó kêu tháo. Còn con sau này chủ là mua mới có năm trước năm sau nha. Rồi, tới đây coi nó lắc kìa. Trời ơi. Con này chủ máy ta mới mua có năm rồi các bạn. Nó kêu hành là nó bị cái gì vậy các bạn, đậu rồi. Rồi anh xe kéo bỏ đâu hết hai anh nó gì rồi, còn có ba anh rồi các bạn. Con này nó bị kêu cái gì thành nó ra đậu đây các bạn. Anh này anh đút cái cây vô đó anh xe cái gì vậy? Bà rầu
bị gì không? Cánh quạt hay gì? À, nó cọ cái miếng đó đó hả? Cọ cánh quạt. Cánh quạt nó kêu là lằng phẳng lằng phẳng đấy các bạn. Rồi giờ mình lại quay cái con 102 kia cho bạn xem nha. Con này chắc mấy anh lại đánh sửa cho nó hết kêu. Rồi con này được sửa xong rồi nè các bạn, hết nha kêu rồi. Nãy nó thọ cánh quạt thổi gió hay gì á. Cây cắt hai bên rồi, anh này cắt cái xuống cắt mình lên luôn các bạn ơi. Anh kia chạy có một vòng một, đây kia chạy có một vòng một hư nữa rồi, hư cái răng chỗ cánh quạt nữa rồi. Đây, anh này bị hư rồi nè, chạy cho vô nè, mới chạy có một vòng một hư nữa gì rồi, chạy cho vô rồi. Chạy xong luôn. Rồi, con máy này thì cắt mình lên luôn, con này nó hư chạy vô đậu đây nè. Rồi không nè. Rồi chẻ giữa. Rồi anh ta chẻ giữa rồi các bạn. Công nhận con này lúa đứng nó chạy như gió vậy các bạn. Rồi, anh mập này anh làm xôm hết kia ha. Mấy anh này là người dân tộc không các bạn, ở bị cắt lúa này ở theo mấy cái chân núi rồi này kia, người dân tộc không à, tài xế cũng là người dân tộc nha. Có khi mình nói tiếng Việt Nam mấy ảnh nó khó nghe được, có người ta biết có người ta không. Rồi lấy mấy bao đó xong rồi chắc chạy cho vô các bạn.
video các bạn ơi, hẹn các bạn ở video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích kênh máy cắt lúa thì kênh xin một like và một lượt đăng ký anh chị ơi, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.